Từ khi cách mạng màu ở Đông Âu cho đến phong trào gọi là mùa xuân Ả Rập được quảng bá rầm rộ, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các thế lực bên ngoài, một số tổ chức phản động trong nước và lưu vong đã nhen nhóm ý đồ thực hiện cách mạng màu ở Việt Nam. Từ các cuộc biểu tình bất hợp pháp gây bạo loạn vào tháng 6 vừa qua ở Bình Thuận cho thấy đã và đang có dấu hiệu về điều đó. Kịch bản của chúng thực hiện cũng cơ bản được du nhập từ các cuộc cách mạng màu đã từng diễn ra ở một số khu vực trên thế giới, với các bước tiến hành cụ thể như sau. 1. Các thế lực nước ngoài tài trợ tiền bạc làm hình thành cái gọi là phe nhóm đối lập trong nước thông qua các loại dự án nhân quyền, giải thưởng nhân quyền, tự do ngôn luận. Từ đó xuất hiện một số cá nhân gọi là nhà bất đồng chính kiến. Số người này được tuyển chọn đưa ra nước ngoài đào tạo một cách bài bản, được trang bị phương tiện chống phá. Từ đó ra đời thủ lĩnh các loại hội, nhóm bất hợp pháp. Không có nguồn tài trợ từ bên ngoài thì trong nước bọn phản động không thể làm được bất cứ cái vấn đề gì. Do đó cho nên việc kết hợp giữa cái việc mà diễn biến hòa bình từ bên ngoài thì bao giờ nó cũng phải hình thành các cái tổ chức phản động từ bên trong. Ngay cái sự việc vừa qua chúng ta thấy rất rõ, khi mà xảy ra ngày 10, ngày 11 thì tổ chức Việt Tân ở bên Mỹ đã live stream, tức là đã nhắn tin trực tiếp trên mạng xã hội chỉ đạo các hoạt động của cái số cầm đầu ở trong nước. Chính vì vậy cho nên cuộc đấu tranh chống các cái tổ chức phản động được nước ngoài tài trợ là một cuộc đấu tranh hết sức gay gò, phức liệt, quyết liệt, và đòi hỏi cái lực lượng an ninh của chúng ta phải có tay nghề vững và phải nắm chắc pháp luật, nhưng đồng thời phải có biện pháp quyết liệt. Và trong các biện pháp quyết liệt đó, tôi rất ủng hộ là vừa qua Quốc hội đã thông qua cái luật an ninh mạng. 2. Tận dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, để trực tiếp tác động, ảnh hưởng tới từng cá nhân, triệt để lợi dụng hiện tượng tham nhũng, yếu kém trong hệ thống chính quyền để xuyên tạc và thổi phồng khuyết điểm nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Không có sự kiện để lợi dụng thì họ dựng chuyện vu cáo chính quyền bán nước, đàn áp, đánh dân, giết dân, từng bước tác động làm hình thành trong xã hội tâm trạng bức xúc theo hướng kết tội chính quyền. Các hoạt động này được phối hợp rất chặt chẽ với sự hoạt động giáo diết trên các phương tiện truyền thông của thế lực thù địch ở nước ngoài. Nếu muốn tập hợp lực lượng đông hiện nay thì một cái thủ đoạn mà có thể nói là nó sẽ lợi dụng thông qua cái hệ thống truyền thông. Mà hệ thống truyền thông hiện nay thì chính là cái mạng xã hội, là một cái truyền thông nhanh nhất, nhạy nhất và đến với nhiều người nhất. Người ta biết là khi có một cái tin trên mạng xã hội thì nó truyền nhau, chia sẻ nhân lên, và cứ thế nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng đám đông rất là to lớn. Hiệu ứng đó nó có thể là một cái hiệu ứng tốt, tích cực, nhưng mà ngược lại nó cũng có thể là cái hiệu ứng tiêu cực, hiệu ứng xấu. Và vừa qua các thế lực thù địch nó lợi dụng vấn đề này. Cùng với cái này thì họ lợi dụng các cái yếu kém trong nội bộ của chúng ta, và thông qua cái lợi dụng đó họ cũng tạo nên cái tâm lý của đám đông phản đối, ủng hộ hoặc là bất bình. Cùng với những cái vấn đề đó thì đặt ra cho chúng ta là phải có những cái biện pháp tích cực nhằm khắc phục các cái hoạt động mà tuyên truyền bằng cái hiệu ứng không tốt. 3. Liên tục rêu rao đấu tranh nhân quyền nhưng bị đàn áp, để kêu gọi nước ngoài ủng hộ, can thiệp, mời dự các cuộc họp báo, điều trần vu cáo chính quyền, yêu cầu nước ngoài cử đại diện gặp gỡ nhà bất đồng chính kiến, mà chủ yếu là tiếp xúc với các phần tử chống đối để gây sức ép với chính quyền. Một số người là cầm đầu, rồi hung hăng quá khích, đập phá tài sản, rồi nên là đốt cháy các phương tiện trang bị của một cái cơ quan. Thì như thế thì không thể gọi là nhà bất đồng chính kiến nữa, mà đây là vi phạm hình sự, phá hủy tài sản của nhà nước, của tổ chức hoặc của cá nhân. Hành động đó thì không thể gọi là một cái người mà thay mặt dân chủ đi đấu tranh đua quyền dân chủ và đua nhân quyền. Và cái việc can thiệp này không phải hôm nay, mà nó là đã xảy ra thường xuyên, và cũng là nằm trong thủ đoạn chống phá của một số nước không thân thiện với Việt Nam. Ngay cả Quốc hội đang thảo luận hai cái dự luật, đó là dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Cộng Phan Phú Quốc, rồi dự luật an ninh mạng. Một số nước ra một cái tuyên bố yêu cầu chúng ta phải dừng thông qua hai cái dự luật này,
Như vậy đây là hành động không thể chấp nhận được. Không chỉ là con thịt trắng trợn mà nó còn xâm phạm đến vấn đề lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Để chúng ta phải phản đối. Còn đó là phải đối với một số nước do cái chưa hiểu hết tình hình thực tế của Việt Nam thì chúng ta phải giải thích để làm rõ, nhằm đảm bảo cho các nước có quan hệ với Việt Nam nhận thức đúng tình hình Việt Nam. Đồng thời chúng ta phải kiên quyết nhanh chóng đưa ra xét xử đúng luật pháp để công khai trước toàn dân cũng như công khai trước toàn thế giới những kẻ đã vi phạm pháp luật của Việt Nam và phải được xử lý trước pháp luật, không có cái vùng cấm cũng như không có bất cứ một ai có thể thoát ra khỏi cái lưới pháp luật của Việt Nam, kể cả những người ở nước ngoài và trên đất nước của chúng ta. 4. Khi bức xúc có dấu hiệu lan rộng thì tìm cớ hoặc tạo cớ tổ chức biểu tình đòi dân chủ, nhân quyền, đòi phá bỏ chính sách, rồi nhanh chóng chuyển thành bạo động, lật đổ, tiến công, cướp bóc, đập phá tài sản nhà nước. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Xã hội Tây Á Liên Hợp Quốc ESCWA, từ năm 2011 đến năm 2016, khu vực chịu ảnh hưởng của mùa xuân Ả Rập không tăng trưởng mà còn tổn thất 614 tỷ đô la Mỹ. Điều đó là đương nhiên, bởi không có ổn định xã hội thì không thể phát triển. Và một sự thật nữa là tại tất cả các nước từng diễn ra cách mạng màu, chưa bao giờ và chưa ở đâu cách mạng màu đem sự ổn định đến cho xã hội, mà kết cục của nó chỉ là một xã hội rối ren, quyền lợi mang lại cho người đã tham gia biểu tình bạo loạn chỉ là sự uất ức, nuối tiếc và cảm giác bị lừa gạt. Trong thời gian rất ngắn, các tổ chức cá nhân cầm đầu cách mạng màu đã lộ nguyên hình là kẻ tước đoạt kết quả. Đất nước biến thành chiến trường của những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn hoặc thành nạn nhân của chiến tranh xâm lược tàn bạo, mà sau hàng chục năm chưa tìm ra lối thoát. Mọi hoạt động xã hội đình đốn và hỗn loạn, nhân dân lâm cảnh cơ cực phải bỏ xứ ra đi. Đó là bằng chứng cụ thể nhất, có lẽ cũng là hậu quả đớn đau nhất mà cách mạng màu đẩy tới.